Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Mốt Zombie. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một cái bản BVZ gọi là BVZ F6 đấy nha. Rồi, thì video này sẽ đưa đến cho tất cả chúng ta một trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn hơn trong cái BVZ của chúng ta. Thì các bạn cũng đã chơi nhiều bản BVZ rồi. Và BVZ quốc tế cũng là một cái bản vô cùng đa dạng và phong phú, mà nó có cách đây từ rất lâu đời rồi các bạn nhé. Cái BVZ quốc tế đấy thì các bạn đã chơi và trải nghiệm rồi, nhưng vào hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái bản BVZ F6 các bạn ạ. BVZ F6 thì không biết nó nâng lên một cấp độ nào đấy, chắc chắn nó sẽ khó hơn và chế độ của nó sẽ được cải tiến hơn và sẽ giúp chúng ta có nhiều trải nghiệm thú vị nhất trong cái game BVZ nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nhấn vào cái phần đầu tiên này để chúng ta vào game xem trong game có những gì. Thì ở đây nó cũng có những cái màn chơi để chúng ta chơi này, 1, 2, 3 này đấy. Tiếp tục chúng ta mở khóa và tiến đến là có 10 màn chơi ở cái nó gọi là cái gôn đầu tiên nhé. Tiếp theo là chúng ta nhấn vào cái gôn thứ hai này, nó cũng sẽ có những cái đấy, những cái map, cái ải mà chúng ta chơi ở chế độ này đây. Đấy, có rất nhiều cái đặc sắc vô cùng đa dạng và phong phú cho chúng ta trải nghiệm luôn. Mình nghĩ bản này chắc chắn nó sẽ khó hơn đây. Đấy, tiếp theo là cái màn cái gôn thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Thì chúng ta phải chơi các gôn đầu tiên vượt qua rồi chúng ta mới chơi được gôn thứ 2, thứ 3. Đấy, tiếp tục như thế nha. Và bây giờ mình sẽ nhấn vào cái đây. Ngày 1 mình đi rồi và ngày 2 bắt đầu mình sẽ chinh phục và khám phá cái ngày 2 này. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào ngày 2 nhé. Đấy. Các bạn thấy gì chưa? Đấy. Thì zombie ở chế độ BVZ cũ quốc tế. Và ở đây chúng ta có một vài cây flan. Hiện tại nó đang khóa nhưng nó vẫn cho chúng ta chơi trải nghiệm trong cái màn này nhé. Và có rất nhiều flan chúng ta đã mở khóa rồi anh em ơi. Đây. Rất nhiều flan luôn. Đấy. Không biết là cái con bi shooter kia chúng ta có đạt được không nhé. Chúng ta thử dùng con bi shooter này xem liệu có đạt được không. Và dưa hấu băng. Đây, dưa hấu băng và dưa hấu này. Ok. Rồi chúng ta sẽ vào game để trải nghiệm thôi. Play. Yes, play. Ok. Vào game thôi. Rồi. Việc đầu tiên của các bạn là phải trồng cái cây hoa hướng dương này nhá, để chúng ta có được cái lượng săn, chúng ta mua các cây cối còn lại tiếp theo để chúng ta chiến đấu với các zombie. Đấy. Cái màn chơi của nó vô cùng giống với cái màn chơi của BVZ quốc tế các bạn ạ. Đấy, rất sống động luôn. Sáng loáng luôn, bóng loáng luôn. Ok. Zombie đã lên rồi. Và ở đây có xuất hiện một cái cào anh em ơi. Đấy, cái cào đây chắc zombie nó dẫm vào là chết thôi. Đấy, biết ngay mà. Một phát là headshot luôn. Không cần gì phải bàn cãi anh em ạ. Rồi, tiếp theo lại có một con zombie nữa lên rồi anh em ơi. Rồi, kệ nó đi. Chúng ta cứ tiếp tục trồng thêm cây hoang dương nhá. Đấy, đừng ngần ngại gì các bạn ạ. Cứ phải làm hai hàng cho nó vững chắc. Mời các zombie lên. Sau đó chúng ta sẽ đủ cái lượng săn để chúng ta có thể mua thêm nhiều cây súng luôn. Vì càng vào sâu thì cái lượng zombie nó càng đông nhá, càng nhiều. Chính vì thế mà chúng ta phải mua thật nhiều săn luôn các bạn nhé. Rồi, tiếp tục lại có con zombie nữa lên rồi. Tiếp tục cho chúng thêm một quả mìn nữa, khoai tây nữa. Vì ở đây mình có rất nhiều mìn luôn. Cứ mỗi lần là chúng ta sẽ nhận được 25 mìn các bạn ạ. Thế mới sướng chứ. Rồi, đã được hai hàng sunflower vững chắc rồi các bạn ạ. Thế này thì cũng không sợ gì đâu. Hoàng dương chúng ta nhặt tha hồ mà nhặt thôi các bạn ạ. Ôi sao con bi shooter này, Galing bi này sao nó không hiện ra các bạn ạ. Thế với dở đấy. Vô lý thật sự luôn. Thế là mình lại phải dùng thêm cái mìn khoai tây thôi các bạn ơi. Cái tưởng con bi shooter này nó hiện ra để chúng ta sẽ trồng thêm cái con Galing bi này thì nó sẽ hấp dẫn thú vị hơn. Nhưng mà tại sao ở đây chúng ta lại không trồng được các bạn ạ. Mà số lượng săn của mình cũng lên 700 săn rồi. Vô lý thật sự đấy các bạn ạ. Quá vô lý luôn. Dưa hấu này thì chúng ta sẽ trồng được nha. À, dưa hấu này trồng được thì chắc chắn sẽ trồng được dưa hấu băng nữa các bạn ạ. Rồi, tí mình sẽ trồng quả dưa hấu băng nhé cho các bạn xem nha. Nhưng mà trước tiên thì mình cứ
phải mua thêm dưa hấu này đi đã các bạn ạ. Thật nhiều lên rồi chúng ta sẽ trồng dưa hấu băng lên nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ trồng quả dưa hấu băng. Ai hay chưa, các bạn thấy hay chưa? Đấy, phải trồng dưa hấu xanh thì mới trồng được dưa hấu băng nhé các bạn nhé. Còn con bi sút tờ kia thì chúng ta sẽ không được các bạn ạ. Không biết là mình có rút nhầm con bi sút tờ hay không. Chứ con bi sút tờ này nó lại không hiệu quả các bạn ạ. Đặt xuống rồi mà lại con ga linh bi kia lại không thể trồng được. Mà cái lượng săn của nó cũng chỉ có 250 săn thôi các bạn ạ. Thế sao lại không trồng được, vô lý thật sự đấy. Dưa hấu băng chúng ta bán rất chất các bạn ạ. Ui giời, nó đam trồng rất đẹp mắt luôn. Đấy, rất hay luôn các bạn ạ. Bản này cực kỳ thú vị cho chúng ta trải nghiệm đây. Đấy các bạn. Các bạn bây giờ chúng ta có lượng săn lớn rồi, chúng ta cần mua thật nhiều dưa hấu nha. Dưa hấu nó hơi mắc một tí nhưng mà bắn chất lượng các bạn ạ. Đam zombie cực nhanh thôi các bạn. Đấy. Rồi. Đấy, đã có dưa hấu băng tiêm, đã có dưa hấu bằng tiếp này các bạn ơi. Đấy, trồng luôn. Cho nó ăn sinh đôi luôn các bạn ạ. Dưa hấu xanh và dưa băng kết hợp thật sự là một sự hoàn hảo luôn khi chúng ta chơi trong cái BVZ F6 này các bạn nha. Những zombie này không phải đối thủ của các dưa hấu này đâu các bạn ạ. Bắn rất chất luôn. Khi nó vỡ ra các bạn này. Khi các cây súng dưa hấu của chúng ta đam vào zombie nó vỡ ra trông rất rất ảo diệu, rất đẹp nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Trông rất ảo luôn. Rồi, các bạn cứ phải làm hai hàng khoang xương vững chắc thì chúng ta mới có lượng săn đầy đủ nhé. Thật nhiều săn để chúng ta mua được cây, chúng ta chiến zombie. Vì lượng săn các cây cối ở đây của chúng ta cũng mắc rất mắc luôn. Dưa hấu rất tốn tiền luôn, rất tốn săn luôn. Đấy. Rồi. Các bạn tiếp tục chiến đấu nào. Rồi chúng ta trận của chúng ta sắp kết thúc rồi các bạn ạ. Nhanh thôi, rất nhanh luôn. Các cây dưa hấu rất mạnh mẽ. Bản BVZ F6 này hy vọng sẽ đem lại cho tất cả các bạn nhiều trải nghiệm thú vị hơn trong cái game BVZ nha. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn rất nhiều bản rồi. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bản BVZ F6 này. Đấy, ở đây nó cũng có thêm một góc phần khác nữa các bạn này. Đấy, rất nhiều luôn. Rất nhiều luôn này. Không thiếu phần nào nha. Đấy, các bạn thích chơi chế độ này, chế độ nọ, đủ các loại luôn. Đấy, nó cũng... giống như BVZ quốc tế các bạn ạ. Nhưng chế độ ở đây nó sẽ khó hơn. Đấy, sẽ khó hơn. Và đòi hỏi các bạn phải biết cách bố trí phù hợp để các bạn có thể trải nghiệm thú vị này. Đấy, trong phần này nó cũng có rất đầy đủ, rất nhiều luôn. Và mình hy vọng là các bạn sẽ tải được cái bản này. Nó đơn giản thôi. Link dưới để dưới phần mô tả nha. Các bạn hãy nhanh chóng và kéo xuống phần mô tả để chúng ta nhấn vào đường link, sau đó tải nó về. Game này, tựa game này nó cũng chỉ có chín mấy đến hơn 100 mê thôi các bạn ạ. Ok, chúc các bạn làm thành công nhá. Rồi thì đừng quên cho mình một like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có nhiều động lực tạo ra nhiều video phục vụ cho tất cả các bạn nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn chơi game vui vẻ.